trong chiều tình liêu ai chờ ai nhớ mong ai nhiều nhìn về phương nào tháng ngày đã bao lâu rồi con còn mãi nơi xa xôi trong về quê mà thấy đường tuổi già còn lại đang biệt biệt nơi xa. Lời mẹ hát ru con cũng mang hoài tuổi thanh xuân, sửa nỗi phần thân hát nỗi phần hồn. Bờ ao phố sông những ngày âu thơ tuyệt vời, soi đêm trường mỗi lần xót xa vô thường con lại tìm về người yêu thương. Chiều con ngồi buồn xót trong lòng còn lo lo mẹ đang mắc môi lệ nhòa, mẹ cầu cho con tiếng cười ước mơ vuông tròn. Chiều vẫn buông vẫn còn ngồi trong thương nhớ ôi mệt mong, bao năm rồi con chưa trở về làng quê. Lời mẹ hát ru con còn mang hoài tuổi thanh xuân, sửa nỗi phần thân hát nỗi phần hồn. Bờ ao phố sông những ngày tuyệt vời, con ngồi giữa đêm nhớ người cành tàn cành mà nước mắt rơi. Mẹ nào có hay con ngày đêm sầu chất lên dài gánh nặng trần ai, đời bao đắng cay bi hài. Hình bóng của mẹ cũng là lửa soi đêm trường mỗi lần xót xa vô thường tìm về người yêu thương. Chiều con ngồi buồn xót trong lòng còn lo lo mẹ đang mắc môi lệ nhòa, mẹ cầu cho con tiếng cười ước mơ vuông tròn. Mẹ nào ước chi cho mình vuông tròn, mẹ nào ước chi cho mình đêm ngày vui buồn cung lặng thinh. Oh,
xót và buồn đau, thương con cờ lạc bến ra sao. Buồn trong nơi quê nghèo mẹ thương nhớ mong, nơi xứ lạ miền xa em ơi, hai giờ quê nhà thương nhớ từng bờ đê. Hai ơi mau trở lại miền xa quê cách mấy dặm trường.
là tuyệt vời và tràn đầy cảm xúc. Một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. 57 tuổi em đi lấy chồng, trong nhà đục chịu phận gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tang trường. Trời ghen má đỏ môi hồng. 57 tuổi duyên em lỡ, ba chim bảy nỗi một chuyến sang ngang. Tùy chúng gánh gãy giờ đang thuyền quyên trong trái vô vàn. Từng đêm xuôi lệ tuôn tràn, bao nhiêu bên mộng trong đời mà em bên đường. Em đồng tim em lá đổ buồn chiều, gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều. 57 tuổi tình yêu mất rồi, em về bèo bọt một kiếp đơn côi. Gánh gãy ngang chơi tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua rồi. Nợ duyên gánh gãy ngang chơi tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua. Chồng chồng
Thank you.
kỷ niệm lúc còn hồng sinh với nét đoan trình tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài, lời yêu đương vẫn rót bên ta. Thank you.
rất tươi khi mùa xuân. Cánh đồng lúa ngát xanh bên sông Sâu, chiều con lấy thân câu đã vui chờ nhau. Cỏ trắng rơi cánh bay ngoài cánh đồng tôi. Cỏ bay, cỏ bay núi cao biết sao biết đâu cỏ về.
cay men nồng, màu trắng khăn tang trong căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng u mộng dệt theo đàn bên hiền mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cô nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời, tình đã như vôi, mong gì còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu nhường. Chiều hay cực khổ lòng đông, khi vừa lớn lên tôi đã vội yêu một người nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như cho nhau.
ban đầu, rồi đi vào thiên thu diễn kiếp lơ làng, rồi đi vào thiên thu. Còn thập nữ giết chung, nhưng con nào chẳng là con mang trong dạ ẩm trên tay, không thương làm sao cho được. Con của mẹ nay là con của người khác, biết có được cưng chiều hay cực khổ lòng đông.
cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng, vừa qua hết năm đầu. Năm sau mưa gió nhìn nhau, nàng đã quên rồi, xa tình năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ, thấy đau bút cơn u hoài. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người, thì nay có tình nên thơ thành phơ phơ xa cách mịt mờ.
mà ai đón xuân tươi vừa sang. Biết chúc chi đây khi làn gió xuân về, giấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư, làm thơ trao duyên gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân nay tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân nay tôi chúc người người nơi nơi cho bên duyên lứa đôi, như hoa xuân đời tay trong tay rồi, dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thấm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng về thương nhau, tâm tình luyến trao ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu. Cho bên duyên lứa đôi, như hoa xuân đời tay trong tay rồi, dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng. Người về thương nhau, tâm tình luyến trao ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu. Tính nha con, Hoàng, Hoàng cha thương nha con. Mà, cậu ơi, cậu giúp tôi nha cậu. Chị hai ơi, chị Ngô xuống mặt coi này chị hai. Đừng bỏ con.
vàng nhạc cô thôn, vai mây trắng rực rỡ về cuối trời. Bâng khuâng tiếng hồ qua sóng vỡ, khói làm buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến, bóng dường nghiêng gió dù thềm, tìm về đôi cánh màu, mắt em nhìn nói sớm quá anh chị. Phải qua sớm chứ, phải qua sớm để được út tối nay nè. Mình lên hội chợ ở sớm trên nè, mình coi lô tô tối nay hay lắm nha, có nhóm oxy á về diễn hay lắm nha. Đi coi đi, nó nghe là mình coi xong cái mình đi vòng vòng hội chợ mình chơi, cái mình chơi trò chơi mình trúng gấu bông, cái mình lấy gấu bông mình tặng cho út luôn. Thôi đi về khuya má la chết luôn á. Không sao đâu, nếu mà má la đó thì mình xin máy gì mốt ra. Thôi anh gan quá trời luôn á. Sao biết sao, tạm bữa mình nói chuyện với má của út rồi, má của út nói ráng để út thêm vài năm nữa thôi, út đủ tuổi cái mình hốt út luôn. Thôi mấy cô bé lớn mà hốt hốt gì không biết à, là má không có cho đâu. Tôi nói rồi đó, tôi cũng không có đi đâu, má khó lắm á. Má ơi, bữa nay cho con đi chơi nha má. Không, ở nhà. Thôi, nếu má qua khó quá thì thôi đi, tôi xin má Phi Nhung nha. Nè, nó đang hát con lành nha, cái này nha, lỗi của con nha. Nó đáng lý nó được 10 điểm á, mà để tiếng như vậy mẹ cho nó có 5 điểm thôi, giờ con làm sao cho 10 điểm cho mẹ. Má ơi, má gì mà má. Dạ mẹ, dạ mẹ ơi, thật sự tụi con chỉ đến với nhau bằng cái tình yêu chân thành. Nhưng mà tại vì bé vẫn còn nhỏ nên con cũng đợi bé 2 năm nữa. Bé lớn lên rồi con sẽ qua, con gặp mẹ. Mày đợi đó thì mày nói từ 2 năm nữa mày nói cũng được. Cái này nó mới hát, nó mới có bị lớn đó, mày làm nó bể tiếng rồi. Giám khảo ở đây mà tôi thấy rõ ràng là tại nó, chứ không phải là tại con tôi. Dạ đồng nghiệp của mẹ con ơi, giúp cho bé Út với. Thôi xin lỗi mẹ đi rồi lui cung. Dạ mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Đi đi. Rồi bé Út ra đây. Quý à. Quý à. Thưa quý vị, vừa rồi là phần dự thi của Thiên Ngân. Chúng ta dành một tràng vỗ tay được không ạ? Bây giờ hãy cùng lắng nghe xem là các vị giám khảo của chúng ta sẽ có những nhận xét gì để cho Thiên Ngân hoàn thiện hơn nhé. Phần trình diễn của con thì phần diễn xuất rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, thùy mị lắm. Nhưng mà bên cạnh đó thì về chuyên môn con hát thì những cái luyến á, con chưa có đi ca tới. Những cái câu chữ cũng vậy đó, con chưa có lên đúng cái nốt. Ví dụ như là 10 thì con chỉ cần 8 rưỡi 9 là bắt đầu từ sau phần văn tấu á thì con mới lấy lại được. Bây giờ nghe thêm một lời của một người ca nhạc sĩ mà có rất là nhiều kinh nghiệm, chẳng những viết nên những bài hát mà anh còn trên sân khấu này, anh diễn cũng rất là đáng yêu nữa. Bây giờ nghe anh Hamlet chưa? Anh rất là thèm cái sự trong sáng này, cái sự vô tư ở trên sân khấu này mà bây giờ là các anh chị là không thể nào có lại được luôn. Cho nên là nhìn sẽ rất là nhớ những cái ngày đầu tiên mà mình được đứng lên trên sân khấu mình hát. Nên là em không có gì phải lo hết. Cuộc chơi này là cuộc chơi của hôm nay, nhưng mà sau này mình sẽ có cái cơ hội mình nhìn lại, mình thấy nó rất là hạnh phúc. Cái phần trình diễn của Ngân thì rất là dễ thương, trong sáng vô tư. Anh chỉ ước là em mở rộng cái không gian diễn của mình ra chút xíu, đừng có lùm xùm ở mỗi cái dàn bông. Với lại cái thể lực cố gắng mình giữ tốt trước khi mình thi, để cho những cái nốt cuối giống như ban nãy mình thấy nó không có bị bể. Thật ra thì con cần thêm thời gian. Chú rất có niềm tin ở tương lai của con.
con có một cái nhân dáng, người ta nói là nghệ sĩ. Và cái lứa tuổi này con làm được rất nhiều thứ. Chú cảm giác khi mà con có âm nhạc lên, con lắc lư theo rất là tiết tấu. Chú có cảm giác đây là một cái người nghệ sĩ của tương lai nếu con tiếp tục mài dũa. Vấn đề của con là phải ổn định. Con có những chỗ hát rất hay, nhưng sau đó thì lại có những cái loạn choạng, rõ ràng cần cái bản lĩnh. Chú tin rằng những cái bài học ở đây sẽ làm cho con lớn nhanh hơn. Thường là Tết mẹ Nhung có lì xì không? Dạ con. Rồi đợi quà lì xì nè. Dù sao chú chúc mừng con. Chú có một cái câu chốt là lì xì cho con. Chú có niềm tin ở tương lai của con. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Bây giờ là quà lì xì dành cho em. Mẹ Phi Nhung. Tôi bắt đời cái thằng đó hồi nãy. Con tôi đang hát hay mà nó vô nó cua rồi. Con tôi bị bể giọng. Bây giờ ai cũng nói hết chứ. Trời, giỡn chơi tí xíu thôi. Thực sự ra cái diễn xuất của con, trong người của con đã có sẵn, rất là tự nhiên. Con rất là có cái tâm với nghề. Bài hát này mẹ nghe rất là nhiều người hát. Hiếm khi nào mà ca sĩ hát mà bỏ nhỏ anh ơi nhớ về thăm thôn xưa. Có những ca sĩ là anh ơi nhớ về thăm thôn xưa. Ta da 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 da. Còn con là con có hát là anh ơi nhớ về thăm thôn xưa. Ta da ta ta da. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa. Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa. Xa xôi bước người anh lỡ thơ. Nhớ thương hoài câu hát chiều làng em. Bài này con bỏ nhỏ rất là nhiều và con hát rất là chuẩn. Thật sự không phải là mẹ khen con, mà ở đây là mẹ nói thẳng cho tất cả ba vị giám khảo đây. Mẹ ngồi là mẹ phải nhìn con, mẹ phải chấm con nhiều nhất. Và những cái gì sai mẹ phải chỉ cho con. Tiếc có một cái là cuối cùng con bị bể cái giọng. Con không giữ được cái hơi của con. Tới khi mà con lên cao con bị bể hơi. Mẹ cũng biết là cái tuổi con đang dậy thì, nếu mà con không mạnh mẽ là con sẽ bể từ đầu cho tới cuối. Cuối cùng con giữ không được. Mẹ rất tiếc cái điều đó đối với con. Tham gia cái cuộc thi này cũng là để cho con hiểu biết với các anh chị, và con học hỏi thêm các đàn anh đàn chị. Chứ không phải là mẹ muốn con thành một quán quân. Đây là mẹ muốn con học hỏi các anh chị em nhiều hơn nữa. Cố gắng nhiều hơn, hết sức chú tâm nha cưng nha. Quá khứ trượt lên nét suy tư, bao năm thầm kín chót thương ta áo tím. Những đêm sương lạnh nghe trái sâu rớt vào tim, thương rất nhiều mái tóc xòa. Thank you.
khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ, lúc đêm gần sao xuyên. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời. Thôi thì bây giờ mời chị Phi Nhung sẽ là người cất lên lời nhận xét đầu tiên để xem là khán giả đang chờ đợi chị nhìn nhận gì về sự tiến bộ này của Thiên Ngân. Mời chị. Thật sự ra là chị thấy em tiến bộ đó. Chị thấy em tiến bộ mà chị muốn hỏi em là ai tập cho em bài này vậy? Dạ, dạ thưa chị, dạ là ngoại giao Linh tập. Trời ơi, tới ngoại giao linh luôn á hả? Tại sao chị em không kêu chị tập mà em kêu tới một ngoại giao linh vậy? Trong lúc mà ngoại giao linh tập cho em á thì ngoại giao linh có nói là em hát giống chị lúc nhỏ. Cũng có một chút xíu. Nhưng mà hồi nhỏ thì so ra với cái tuổi của em với chị thì như là em hát hay hơn chị hồi nhỏ. Với lại em hát em còn sai lỗi chính tả quá. Cái gì nhớ thương chứ nhớ lại gì. Cái tuổi của con còn nhỏ như vậy mà con hát như vậy thì nói chung là phải công bằng thì là nghe rất là dễ chịu. Cảm ơn má Vô Linh đã dạy cho con. Con biết yêu nghề, con đi tìm bậc tiền bối để mà con học hỏi như vậy là mẹ thật sự một cách rất là ngạc nhiên. Khi mà em tập với là ngoại giao linh thì ngoại cũng không có nhiều đòi hỏi về giọng hát của em. Tại vì ngoại muốn là em hát thật là thoải mái với cái cách hát của em. Ngoại rất là tận tình giúp đỡ cho em. Dù là ngoại có bận hay ngoại cũng cố gắng sắp xếp để chỉ dạy cho em. Và con diễn thì cũng đừng có đưa cái mặt buồn quá. Không phải là buồn hết. Đem hết cái nỗi buồn của mình lên trên sân khấu. Mà mình buồn từ trong tâm, trong tim của mình. Con lên mà con diễn, con buồn cái kiểu đó được. Người ta coi, người ta mệt lắm. Rồi, bây giờ mời chú Vinh nhận xét cho cháu Thiên Ngân nè. Cái việc quan trọng nhất của Thiên Ngân là phải luyện cái giọng mình cho nó khỏe hơn. Tại vì sao? Với cái tuổi của con thì con đang cái tuổi lớn. Để muốn xuống một cái câu hay lên cao thì phải có một cái làn hơi. Giọng của con vẫn là sương khói thôi, nó nhiều lúc nó hơi mỏng manh thì nó dễ thương mà nó rất là hợp với bolero. Nhưng mà để mà đi xa giống như mẹ để là cần một cái lực rất là lớn. Chú nghĩ là con có một cái hay mà chú thấy như vậy nè. Con có một cái cảm rất là tốt. Con đi vô cái ghế, con đụng vô cái ghế, con cầm quyển sách, con đưa cái tay đều có cảm nhận. Cái đó rất là quan trọng một người nghệ sĩ. Ngoài cái giọng hát là đương nhiên rồi thì cái cảm nhận đó rất là quan trọng. Con chỉ tiết chế lại một chút xíu ở khuôn mặt như mẹ nói thôi, còn tất cả những cái mà con diễn á chú lại thấy thích. Tại vì cái nét của con, cái nét hiền, chú thấy là con phải về luyện tiếp cái lực. Cái đó là việc đầu tiên. Với cái giọng hát này mà đã có lực vô rồi thì con sẽ biết được phân bố chỗ nào muốn cái gì là trong tầm tay của con. Nhưng cái đó phải có thời gian. Vẫn phải hỏi con là con thích màu gì. Dạ con thích màu hồng. Cái màu hồng là quá đúng với con đúng không? Cái màu hồng là nói về những cái gì mộng mơ bay bổng tuổi thần tiên á. Bài hát tên là Trả Lại Thời Gian. Thì chúng ta phải nhớ ở trong đó có những câu rất là hay. Thời gian có ngừng đây bao giờ. Nên chú muốn nhắn nhở với con đang có rất là nhiều điều kiện thì con nhớ là thời gian sẽ không ngừng lại. Nên mình phải trân quý cái thời gian mình đang có. Nếu được thêm một cái màu cho con, chính là màu thời gian. Con cần thêm trải nghiệm. Đối với em, những lời nhận xét của ban giám khảo thì đó vừa là những lời khích lệ và cũng là một phần nào đó áp lực để cho em có thể làm tốt hơn, chỉnh sửa được cái giọng hát của em lại. Hồi đó bà còn chút xíu à, cái đi thi bolero, thi cùng đàn anh đàn chị, xong rồi cho bà rớt, cái bà khóc. Đối với cô, con còn rất nhiều để mà con phải học hỏi. Tại mấy anh chị đi trước thì đã lớn tuổi, còn con là có rất là nhiều cơ hội. Con phải làm sao cô chấp nhận khi cô nói con, cô chấp nhận là con sẽ thành ca sĩ thật sự và nổi tiếng luôn. Không chửi xuống.
Con kêu nó con đi xuống đi, không chịu xuống. Cái lúc đó là màu hồng nó còn đậm đó. Nó không chịu xuống không, con muốn đậu. Mẹ em lên, ok rồi nhận làm con rồi mới chỉ dẫn từ từ cho con nha. Chứ con không có cạnh tranh được các chú, các anh đâu nha. Con chưa có yêu sao con hát bolero được. Lúc đó mới chịu đó, không có đứng im trên sân khấu luôn. So với lứa tuổi 16 mà con hát được như vậy thì đối với chú là một cái sự chín chắn trong cái giọng hát rất là tốt so với lứa tuổi con 16 bây giờ. Hôm nay thì con hát tiến bộ hơn cái tập trước. Tuy nhiên cái bài Trải Dài Thời Gian này thì theo chú nghĩ là con hát nên nhẹ nhàng chút xíu nữa. Đừng có bị quá buồn. Con hát bị buồn quá nó bị lê thê. Con chú cần con ca thánh thoát chút xíu. Xin trả lại như được xin trả lại thì chứ nó bị nặng nề mà nguyên một bài nữa thì chết. Với lại cái chữ chẳng hạn như con luyến mấy chữ mà như cái gì thấy lòng buồn vu vơ, thật lòng buồn vu vơ, đừng có vu vơ con luyến gì chữ đó nó bị nặng lắm. Với lại cái đoạn cuối á, ôm kỷ niệm chẳng chứ muốn con ca nhẹ nhàng chứ, ôm kỷ niệm chẳng đưa lời thở than, một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn đó. Thành thử chú cần con hát thánh thoát nhẹ nhàng chút xíu nữa, đừng có buồn. Nhưng mà bữa nay thì con ca rất là chuẩn, dòng này thì con tốt rất là nhiều hơn những dòng rồi. Trước khi mà trò chuyện với Thiên Ngân thì cho em đứng lên, em xin được thay mặt khán giả xem đài cũng như là chính bản thân em là một người mà ngồi cái vị trí này thì em xin rất là cảm ơn chương trình khi mà mỗi cái bài hát mình có một cái đoạn clip ngắn ở phía trước để nói lên được cái hoàn cảnh ra đời của cái bài hát đó. Và hồi nãy chị Phi Nhung hỏi là Ngân ơi con yêu chưa dậy mà sao con có thể hát được như vậy, thì em nghĩ rằng là một phần là nhờ cái clip mình bạn tìm hiểu được ở phía trước đó và được ngoại giao Linh truyền đạt được những cái kinh nghiệm trước của ngoại, thì ngày hôm nay Thiên Ngân với chị em đã làm tốt hơn vòng trước rất là nhiều và nhất là ở những cái nốt cao. Cảm ơn rất nhiều ban giám khảo. Thưa quý vị, không có sự nỗ lực nào là hoang phí cả, và niềm đam mê tin chắc rằng phải được chui rèn rất nhiều nữa. Và đó chính là phần dự thi của Thiên Ngân ngày hôm nay. Lòng tôi trao anh, ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười và tình yêu đó tôi đem em trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về buồn kể nghe chuyện tròn xa nhau mấy người, không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu nuối tiếc xa xôi. Ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời, nhưng nay hết rồi hai người hai lối.
sự. Cho người nguyện trọn thương trọn nhớ.
Nhìn trời mưa đổ, thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là hoa nở, thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa liễu trần, đem tình dâng hết cho cho người thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có lạc hướng tâm hồn giác